xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, có chuyện này em phải khoe liền với anh mới được. Là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình đó, nhận được rất nhiều thư của quý vị khán giả. Mà trong đó nha, em rất là ấn tượng với một lá thư của một bạn tên là Minh Phương ở Đồng Nai gửi về cho chương trình. Anh biết sao mà ấn tượng không? Sao vậy em? Bởi vì không những là khen chương trình của mình đã hướng dẫn cho bạn Minh Phương nè, cũng như quý vị khán giả, thật là nhiều món ăn ngon, lạ. Mà đặc biệt là chương trình của mình hướng dẫn những món ăn rất là đơn giản và dễ làm. Nhưng mà bạn Minh Phương cũng có một đề nghị là rất là hy vọng những anh đầu bếp trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn cho bạn thêm nhiều món gỏi nữa. Anh biết tại sao mà bạn đó đặc biệt chú ý đến món gỏi không? Món gỏi hả? Tại sao vậy em? Tại vì sắp tới kỷ niệm ngày cưới của bạn Minh Phương mà không phải bạn Minh Phương thích ăn đâu, mà là bà xã của bạn Minh Phương rất thích ăn, nên muốn tự tay làm món này để cho bà xã bất ngờ đó mà. Wow, anh bạn khán giả này có vẻ yêu vợ dữ ta. Và để thay cho lời cảm ơn bạn Minh Phương đã quan tâm tới chương trình, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Minh Phương cũng như quý vị và các bạn một món gỏi làm rất là nhanh và lạ miệng nữa. Món nhanh mà lạ miệng hả anh? Em biết nhiều món gỏi rồi, nhưng mà món gỏi này là phải độc đáo hơn hẳn đó nha. Chắc chắn rồi. Thưa quý vị và các bạn, món ăn của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đó là món gỏi cải thảo. Hay quá, vậy thì anh Vũ giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả nguyên liệu để thực hiện món gỏi cải thảo gồm có những gì? Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì chúng ta cần chuẩn bị cải thảo khoảng 150g. Kế tiếp chúng ta có khoảng nửa củ cà rốt gọt vỏ thôi. Và chúng ta cần khoảng nửa củ hành tây và một khúc cần tây. Ngoài ra chúng ta còn có thịt nguội, dầu mè, mè trắng rang vàng và một gia vị để tạo vị chua cho món gỏi, đó là giấm gạo Lisa. Ngoài ra chúng ta còn phải chuẩn bị tiêu, muối, đường. Bây giờ tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau làm món gỏi cải thảo nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cắt sợi hành tây, và để cho các sợi hành tây được đều thì khi bắt đầu chúng ta phải nghiêng dao khoảng 45 độ cho cái phần cong của hành tây này được thẳng đều đó, như vậy. Bây giờ anh sẽ ướp với một ít đường. Mình ướp đường để cho hành tây đỡ hăng hả anh Vũ? Đúng vậy em. Ngoài ra còn để cho hành tây được thấm gia vị nữa. Dạ. Kế tiếp chúng ta sẽ cắt cải thảo ra thành những sợi nhỏ khoảng chừng 5mm là vừa. Dạ. Và sau khi cắt cải thảo xong thì chúng ta sẽ cho vào một tô nước lạnh như vậy. Ủa, mình cho cải thảo vô tô nước lạnh mà Ngọc Hương thấy là nó không có lạnh bình thường đâu, mà là rất là lạnh đó, bởi vì có nước đá nữa nè. Đúng vậy. Em có biết anh cho vào tô nước lạnh để làm gì không? Em không biết nữa, nhưng mà em nghĩ là chắc là để cho cải không bị dập hả anh? Sau khi cắt cải thảo, tôi cho vào tô nước lạnh nhằm để làm giảm bớt mùi hăng của cải thảo, cũng như để cho cải thảo được tươi mát khi ăn, chúng ta sẽ cảm giác giòn hơn. Cà rốt chúng ta cắt sợi. Kế tiếp chúng ta sẽ cắt cần. Cần tây này tôi đã tước bỏ sơ, sau đó cắt khúc cỡ đậu dài của cà rốt. Sau đó cắt sợi. Lá cần chúng ta cũng lặt ra, sau đó chúng ta bằm nhuyễn. Thịt nguội chúng ta cũng cắt sợi khoảng 5mm là vừa. Hành tây chúng ta sau khi ướp cũng đã dịu. Bây giờ tôi sẽ vắt ráo nước hành tây. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một công thức pha nước trong gỏi cũng hơi khác một chút, là chúng ta không dùng dầu xà lách mà chúng ta sẽ dùng từ dầu mè. Trước tiên chúng ta cho khoảng 2 muỗng canh đường, một chút muối, một ít tiêu và khoảng 2 muỗng canh giấm. Chúng ta phải quậy cho muối và đường tan ra hết. Sau khi muối và đường đã tan xong thì chúng ta cho một ít dầu mè vào. Chúng ta cho khoảng nửa muỗng canh thôi. Anh sẽ vớt cải thảo ra. Sau khi cải thảo đã ngâm với nước lạnh cho giòn thì cái này chúng ta ngâm khoảng chừng 10 phút thôi. Cho màu vào rổ xong rồi mình để ráo nước rồi mình mới trộn ha anh Vũ? Đúng vậy. Sau khi cải thảo đã ráo nước, chúng ta cho vào tô trộn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào. Cái này chúng ta cho cùng một lúc luôn. Không, cùng một lúc luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ là đổ nước trộn vô. Đúng vậy. Chúng ta sẽ cho một ít mè trắng rang vào. Anh Vũ nè, em thấy có nhiều món gỏi á, người ta sử dụng đậu phộng. Món này anh không sử dụng đậu phộng hả? Vì ban đầu như anh nói đó,
anh không trộn bằng từ dầu xà lách, anh muốn trộn bằng dầu me, do đó anh cũng thêm một ít mè vô để tăng thêm cái hương vị món ăn cho nó hợp đó mà. Dạ. Còn nếu như quý vị muốn dùng đậu phộng cũng được, nhưng các bạn lưu ý là đậu phộng chúng ta chỉ rang xong và giã nát thôi, đừng đâm nhuyễn quá thì như vậy sẽ không ngon. Bây giờ em thử xem coi như thế nào nha. Dạ. Khi em mang anh cũng nghe rạo rạo, rau rất là giòn đúng không nào, ăn vô mát cái miệng luôn. Mà quả đúng là giống như anh Vũ vừa nhận xét đó nha. Quý vị có biết cảm nhận của Ngọc Hương khi ăn món gỏi cải thảo này là như thế nào hay không? Đó là một vị rau, rau cải thảo rất là lạ, mùi hăng hăng nhưng mà rất là nhẹ bởi vì chúng ta đã ngâm cải thảo trong nước đá. Rất là giòn và mát, đặc biệt là các nguyên liệu đã hòa quyện với nước trộn, tạo nên một món ăn rất hấp dẫn và thú vị. Và sẽ cùng chúng ta rắc một ít mà trắng rang trên mặt nữa. Chúng ta có thể điểm thêm một ít cà chua như thế này. Wow, xong rồi. Để Ngọc Hương bưng lên nha. Wow, nhìn thật là hấp dẫn. Màu đỏ cam của cà rốt nè, màu xanh của cải thảo, màu hồng hồng của thịt nguội. Nói chung là món này quá là một món tuyệt vời. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau, được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 11:50 với món gỏi xoài tôm. Xin chào.